Từ đầu năm đến nay, mặc dù gặp nhiều biến động do dịch COVID-19 và những yếu tố khách quan tác động, song với sự đồng hành tháo gỡ khó khăn của tỉnh Thái Nguyên, các doanh nghiệp đã cơ bản hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra. Theo đó, công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác chế biến khoáng sản núi pháo đạt tổng doanh thu trên 2.100 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước gần 700 tỷ đồng và đảm bảo việc làm ổn định cho trên 1.150 người lao động. Công ty trách nhiệm hữu hạn Volfram Masan tổng doanh thu đạt 2.900 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 90 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển năng lượng China Solar nộp ngân sách nhà nước gần 3,5 tỷ đồng. Công ty cổ phần Đông Hoa Việt Nam cũng có mức tăng trưởng đạt mục tiêu đề ra. Các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh, đồng thời khẳng định trong quá trình hoạt động, lãnh đạo tỉnh sẽ đồng hành tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp phát triển đối với những đề xuất kiến nghị của các doanh nghiệp lãnh đạo tỉnh cùng các sở ngành liên quan đã trả lời làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền những nội dung không thuộc thẩm quyền tỉnh thái nguyên sẽ đồng hành với các doanh nghiệp đề nghị các bộ ngành trung ương xem xét có cơ chế chính sách phù hợp đúng quy định nhằm tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp hoạt động đóng góp vào sự phát triển của địa phương và đất nước